10.000 con cá thác lát và 4.000 con cá lăng được chi cục thủy sản tỉnh hỗ trợ cho hợp tác xã Hiệp Phát. Số cá này sẽ được thả nuôi trong các lồng bè ở lòng hồ chứa nước nước trong thuộc xã Sơn Ba. Còn cá thác lát đây thì anh sẽ cho nó ăn bằng thức ăn cốm và thức ăn tự nhiên. Thức ăn tự nhiên là hỗ trợ thêm cho nó để cho nó thêm động. Mà anh cũng đang tập trung là để mà làm sao cho nó cái dự án để nó đạt hiệu quả tốt nhất. Ngoài cá giống, chi cục thủy sản tỉnh đã hỗ trợ lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE, bè và lưới với những ưu điểm bền, an toàn, thân thiện với môi trường. Chi cục còn hỗ trợ 50% thức ăn cho con giống và tập huấn cách chăm sóc cá. Cái hệ thống lồng bè được đầu tư kiên cố và có nhiều cái điểm mới. Hy vọng rằng cái hệ thống này sẽ chống chọi được cái thời tiết bất lợi vào mùa mưa trên lòng hồ nước trong. Và với cái cơ sở vật chất như thế này thì chắc chắn rằng bà con sẽ yên tâm và mạnh dạn đầu tư nuôi cá nước ngọt để phát triển kinh tế hộ gia đình cũng như là góp phần vào phát triển cái du lịch trên lòng hồ nước trong. Hỗ trợ nuôi thủy sản lồng bè trên các sông hồ chứa thủy lợi, thủy điện được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai thực hiện theo quyết định 169 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kinh phí thực hiện trong năm 2023 là gần 3 tỷ đồng, trong đó ưu tiên hỗ trợ cho tổ hợp tác và hợp tác xã. Mục đích của chương trình là sử dụng hiệu quả mặt nước sông hồ, nuôi thủy sản kết hợp với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tạo ra vùng nguyên liệu cung cấp cho nhu cầu thực phẩm tại chỗ và các sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường, cũng như cung cấp cho chế biến thủy sản, tạo sinh kế, công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Hỗ trợ cho cái 7 cái tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh, trong đó là gồm là 6 cái tổ chức cá nhân là nuôi trên hồ chứa thủy lợi thủy điện và một cái hợp tác xã để nuôi trên cái sông. Và cái lượng giống mà hỗ trợ trên nuôi trên các hồ chứa là gồm con giống cá lăng nha và cá thác lát, thì với tổng cái lượng giống hỗ trợ trong năm 2023 là cái lượng mà cá thác lát là 35.000 con và cá lăng nha là 14.000 con. Trên cái nuôi trên sông là sẽ hỗ trợ là 1.600 con cá trình. Sau đợt đầu tiên hỗ trợ cá giống, lồng bè tại hồ chứa nước nước trong, chi cục thủy sản tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình này trên các hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Chi cục cũng cử nhân viên kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, giám sát các điểm hỗ trợ để đảm bảo việc nuôi thả cá lồng bè đạt hiệu quả.